này là chiếc mua lết lượng. À, cái từ lượng. Cái từ nghe lạ ta. Mobilet lượng. Hồi đó giờ em cũng review Mobilet, em thấy thường là Mobilet cổ chai rồi máy rút rồi, nay có dụng Mobilet lượng là sao? Cái sườn ở chỗ này nó cong nè. Dạ. Cái khớp nó cũng gọi là nó cũng lượng luôn. Nó lượng luôn. Chứ nó không có vuông. Ờ, rồi cái máy này nó cũng lượng luôn. Cái đẹp của nó là những cái đường uốn lượng không? Cái đùm của chiếc lượng á là 11 khía. Dạ. Nó 11 khía. Rồi cái đùm trước thì 7 khía. Đó, cái đặc biệt của chỗ đấy. Cái còn kèm có logo Mobilet anh Thiện. Có Mobilet luôn đó. Em mờ kiểu vậy, trời ơi, lần tiên tức con mới thấy cái kèm của gì ơi, đã thiệt chứ. Xin kính chào quý vị khán giả, hiện tại tức Cương đang đứng ở quốc lộ 1 hướng từ thành phố Mỹ Tho về Tân An. Và đây, địa điểm tức Cương đến đó là mua bán đồ xưa. Ủa đâu rồi? Đây. Đây là thuộc địa bàn phường 4 thành phố Tân An quý vị. Hôm nay Tiết Cương đến thăm ông anh chuyên về đồ xưa và rất là đam mê xe cổ giống như Tiết Cương. Giờ mua bán đây. Căn nhà này thì Tiết Cương và Ngọc Thưởng đã từng đến thăm ảnh rồi. Và quý vị có nhớ chiếc xe Yamaha nhôm không? Yamaha nhôm mà Thưởng trải nghiệm là của ổng á. Bây giờ hôm nay ảnh có cặp xe rất là độc đáo. Và Tiết Cương đến để thăm ảnh và review cho quý vị xem. Rồi mời quý vị cùng Tiết Cương vào bên trong xem coi chiếc xe này, hai chiếc xe mà Tiết Cương nói của anh Thiện độc đáo ở chỗ nào nha. Đó, con đường quen thuộc. Mà có điều bữa nay cỏ nhiều quá. Đầu tiên thì vô thì thấy có chiếc Vespa Supreme này, xe của Tiết Cương quý vị ơi. Rồi đây có hai chiếc xe độc đáo ông đang dựng chờ. Chào anh Thiện. Chào. Dạ, chào anh. Trời ơi hôm nay nhìn anh giống điệp viên quá. Em nghe mấy đứa nhỏ nói anh mới lấy được cặp xe mà ta nói anh lấy lâu chưa mà ta nói nổi tiếng khắp thành phố Tân An luôn rồi. Chiếc này là Mobilet. Đây 58HB3927. Thiện ơi em nhớ cái dòng Mobilet Saab BC ở thành phố là người ta bỏ cái giấy tờ xe với bảng số rồi phải không anh? Nhưng mà ngày xưa là có. Ngày xưa là có nha quý vị. Cho nên cái quý của mà điều mà Tiết Cương quý cho quý vị biết đó chính là hai chiếc xe của anh Thiện đều có giấy tờ. Đó. Cái đó mới là cái điều quý và đều có bảng số hết. Đây. Chiếc Mobilet này có điều gì đặc biệt anh giới thiệu với em quý vị khán giả ha. Anh. Đây là chiếc Mobilet lượng. À, cái từ nghe lạ ta. Mobilet lượng. Hồi đó giờ em cũng review Mobilet, em thấy thường là Mobilet cổ chai rồi máy rút đồ, nay có dụng Mobilet lượng là sao? Cái sườn ở chỗ này nó cong nè. Dạ. Cái khớp nó cũng gọi là nó cũng lượng luôn. Nó lượng luôn. Chứ nó không có vuông. Ờ, rồi cái máy này nó cũng lượng luôn. Cái đẹp của nó là những cái đường uốn lượng không? Chứ đa số Mobilet là nó vuông không anh? Cái đùm của chiếc lượng á là 11 khía. Dạ. Nó 11 khía. Rồi cái đùm trước thì 7 khía. À. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó. Chiếc này là nguyên bản hết không anh? Dạ, anh rồi, Thiện chỉ có điều chỉ có sơn lại thôi. Cái chìa khóa cổ nó còn luôn. Khóa cổ luôn. Chìa khóa cổ. Trời công đồ mét. Công tơ mét còn quay luôn hả anh? Còn luôn. Sao em thấy cái kèn sao? Cái kèn cũng còn luôn. Cái còn kèn có logo Mobilet anh Thiện. Có Mobilet luôn đó. Em mờ kiểu vậy. Trời ơi lần tiên tức con mới thấy cái kèn của gì ơi, đã thì chứ. Rồi giấy xe. Cái chiếc Mobilet Zin á là cái niền nó bằng sắt anh ha. Bằng sắt nữa vậy. Với lại cái chiếc lượng á, cái đầu gắn ống bơm ngay chỗ này. Dạ. Còn chiếc thường thì nó gắn ở dưới làm sao, dưới làm sao. Mobilet lượng. Quá đã luôn. Và anh Thiện nó bật mí là cái đùm sau 11 khía và đùm dưới là 7 khía nữa vậy. Đọc ha. Chiếc Mobilet nguyên bản chỉ có điều sơn lại thôi, lâu quá phải sơn thôi chứ giờ cũng lâu quá nó xét rồi. Nó e tắt máy ha. Độc đáo là xe này có giấy tờ như vậy. Đây Tiết Cương cho quý vị xem. Đó, cà vẹt đó, hai mảnh nha. Nếu vậy, đó cà vẹt hai mảnh đó. Rất là quý và Tiết Cương đọc thì thấy cà vẹt này là
ghi là người đăng ký là một người chị phụ nữ và gốc là ở Cư Sa Bắc Hải. Cái cà vẹt ra năm 1984 nha quý vị, năm nay là tròn 40 năm chẳng luôn. 58 HB 3927, trời số đẹp quá, 3927. Anh có thể cho nổ máy cho em nghe không? Cái anh thầy không đắt nè nữa hả? Còn chạy được không? Hư rồi. Đèn hư rồi. Không là sửa lại đi. Đã không? Nổ nghe đã quá vậy. Mobilet là ông tổ của xe tay ga nha quý vị. À, ông là ông tổ xe tay ga. Cách đây là 60-70 năm là coi như ông bà cha mẹ mình đã từng đi xe tay ga rồi đó, chứ không phải tới riêng mình đâu. Đó, anh cho em coi cái cốp bên trong nha. Cái cốp này đựng đồ hả? Ờ, đựng đồ nghề. À, ok. Ủa cái không có gì nè, đi xe, đi xe. Rồi một chiếc xe, chúng ta vừa gặp một chiếc xe cơ bằng xe Mobilet lượn, theo lời của anh Thiện. Chiếc Mobilet lượn bật máy nè. Đó. Cho em hỏi là em thấy là anh Thiện khá là gần về dòng Mobilet này. Ngày xưa là anh có chơi qua hay là có buôn bán gì hay là liên quan gì tới nó không Thiện? Lúc trước tại người ông già mình dạy học rồi cũng chạy xe Mobilet. Kỷ niệm của ông già. Là ba anh là đã từng đi Mobilet rồi. Là lúc nhỏ anh đã chạy rồi hả? Không có, lúc nhỏ mình cũng còn nhỏ mình không được chạy. Không được chạy rồi sau này rồi mua về làm như hoài niệm ha. Hoài niệm. Giống như em á, hồi xưa ông già em chạy chiếc đam á. Chiếc đam. Bây giờ em làm gì làm em cũng phải kiếm lại chiếc đam để hoài niệm thôi, chứ cũng đâu có chạy nhiều đâu. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục lại thêm một chiếc này gọi là rất là độc đáo nha quý vị. Bởi vì chiếc này từ hồi mà Tiết Cương review tới giờ thì gặp cái xe này là coi như là đếm trên đầu ngón tay thôi. Đây, trân trọng giới thiệu quý vị. Chiếc này là có cả cái tem sườn luôn nè, ghê chưa. Ôi cái này số sườn nè anh. Ờ, số sườn 6759066 trùng với cái giấy luôn mà. Dạ, còn số máy là 6759093, coi như là chung trùng nó là 5 số đầu khác 2 số đuôi thôi quý vị ơi. Và chiếc này là giới thiệu quý vị nha, chiếc này là chiếc Big Cha AG Gra nè. Đó, đây là một cái xe của châu Âu và của nước Áo. À, còn cái dòng Saab là Goben là của coi là Tây Đức, và chiếc này là của Áo. Độc đáo vì thấy cái đầu đó, thôi cái đầu nó độc quá anh. Ờ, cái đầu đẹp, đầu nhìn quạo wow, ha. Mình thấy chiếc Big nó đẹp và đẹp cái dàn đầu. Cái logo Bit nè quý vị, thấy chị biết chưa? Đó, cái mỏ dẹt cũng đẹp nữa. Cái đầu nó nhìn quạo wow quá. Đấy, cho quý vị xem lần đầu tiên cũng thấy một chiếc Bit đẹp như vậy quý vị ơi. Trời ơi, nó có 50 mà đồng hồ nó đi maximum 80 km hả? Chứ mày nếu mà hồi xưa nếu mà nó chạy chắc nó chạy xé gió luôn anh ha. Thì đó ba gác đó là nó lấy cho máy. Máy bít nó lấy máy bít. Cái nắp xăng còn cũng còn bít nữa nè. Cậu có cái logo nữa anh. Trời ơi đọc quá trời quý vị ơi. Đó. Rồi đây có cà vẹt luôn nha quý vị. Để Đức Cương cà vẹt này coi. À. Đó, sơ qua thôi quý vị. Đây để Đức Cương thấy cà vẹt này cũng 584 luôn trời. Hai chiếc này 84 á, và bảng số là ở xì phố hết quý vị ơi. Đây bảng số nè, 52TS
2283. Đó, đúng cà vẹt luôn quý vị. Tại vì cà vẹt mình chỉ quay sơ sơ, không quay cận cảnh được anh. À, nó bị bản quyền á, không có cho quay cận vô vào đây. Bô, bô quý vị coi cái bô riêng có chữ gì đây. Quý vị thấy chữ gì không? Để tôi zoom vô cho quý vị xem. E T S Đăng Đinh Đáng. Đó là kỹ sư Đặng Đình Đáng đó quý vị. Ổng là cái người mà nhập xe buýt đầu tiên về Việt Nam đó quý vị ơi. Thì ông Đặng Đình Đáng cũng có một câu chuyện rất là bi thương đúng không anh Thiện? Ổng bị giống như bị phá sản bị anh phá ha. Phá sản ổng tự giận chết. Ổng tự chết. Có báo đài có đăng. Ngày xưa là có đăng anh ha. Coi như là ổng là một kỹ sư về cơ khí nha quý vị, rất là mê xe và ổng tâm huyết lắm, muốn đem một cái dây chuyền công nghệ xe buýt lắp ráp tại Việt Nam. Nói chung là ổng cũng muốn đem cái dòng xe này về Việt Nam với giá thành thấp. Nhưng mà không ngờ bị mấy ông Nhật Bổn, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha hại ổng nhập về xe kiểu dáng đẹp mà bốn thì nữa anh ha. Xe đẹp quá cho nên những cái dòng xe này bán không biết bán không được quý vị ơi. Ông bị phá sản, ông cuối cùng ông phải tự tử chết. Đời ổng rất là bi thương. Đó, và dòng tội nghiệp rất là một người tâm huyết, rất là tâm huyết của người Việt Nam mình. Qua cầu sách hồi xưa cực kỹ rồi đó. Là mình sách lên ha. Sách chiếc xe này lên. Xe nhẹ lắm hả? Nhẹ. Đâu anh sách thử em coi lên. Đó anh Thiện sách thử với Tí Cương sao sách. Khi qua cầu được hả anh? Cầu, sách qua cầu. Hay ha. Có cái ghế cái này là để mấy tay sách qua cầu. Nhẹ nhàng. Xe này chở được, có đồ gác chân. Wow. Đây. Cái bu ri nó nằm phía trước nha quý vị. Rất là tiện. Cái nắp chụp bu ri bằng nhôm. Công nhận cái chiếc trời cái chân chống đứng của nó kìa, nó luôn á, chân chống nó luôn. Trời ơi chân chống nó cũng lạ hơn của người ta. Cái gấp nó cũng độc đáo nữa anh. Cái gấp đẹp quá, đẹp luôn. Trời ơi, tại đó là đồ của biết là đẹp. Biết là đẹp tuyệt vời. Tiếng Cương thấy cặp cặp đẹp ghê. Nhôm. Từ đó giờ Tiếng Cương chưa thấy một chiếc xe biết nào đẹp như chiếc này quý vị ơi. Logo biết nè. Đó. Cái này là biết Việt Nam chứ không phải biết châu Âu. Đúng, biết hồi xưa là ông Đặng Đáng nhập về mà. Còn nếu mà những cái biết sau này đem về là để cái giá trị về lịch sử là không có. Có cái cốp nữa nè. Hai cốp hai bên ha. Hai cốp bên đồ. Rồi bây giờ anh có thể nổ máy em ở cái bộ số nó đây quý vị. Ba số. Sát chạy đề ba dữ hơn nó nhưng mình đừng trường em nghĩ không lại đâu. Tại nó tới ba số. Sát có hai số chỉ đề ba thôi. Đề ba thôi nha quý vị. Còn nếu mà đi đường dài chịu không nổi biết đây đâu. Cái tay nắm giống chim đó anh. Đi luôn mà. Quá. Thiện sưu tầm được chiếc xe đó quá. Mà hay hơn cái là một giấy tờ đàng hoàng. Trời ơi. Cái chữ gì ta? Gà gắt. Rồi anh nổ máy em nghe đó. Nhờ thì cùng Tú Cương nghe cái máy của chiếc biết nữa vậy. Làm đó là làm gì anh? Cho nó ăn lên đúng không? Dễ. Đó, rồi cổ là nó dậy quý vị. Rồi cổ là nó dậy. Kéo lên đó. Cái tiếng bồ nó ghê thiệt chứ. Tiếng bồ nó y nổ y sát vậy. Đó. Sau một hồi,
Đức Cương và anh Thiện thì hụt thì nó vẫn chưa nổ. Qua trời dơ quá nè, dơ quá luôn à. Xe hai thầy là nó vậy quý vị, chỉ cần xăng hơi dư xíu là đóng trống quý vị à. Cái cổ là số tiền mình thở luôn là cho nó ngon lành. Ở Long An mình có thợ sửa này không anh? Không, không có. Rồi anh điện ba gà mổ thì rước ông Mỹ Tho lên đó. À ông nãy điện thoại vụ xích lô á, ông thợ đó. À nó rước thợ từ Mỹ Tho lên đó. Rước thợ từ Mỹ Tho lên. Mỹ Tho còn anh Thiện? Còn Long An là hết rồi như vậy. Long An có rồi. Có ông gọi là ông ba gà mổ là ông già của đứa bạn học của Tiết Cương đó, nhưng mà giờ bác lớn tuổi rồi, năm nay 80 mấy quý vị ơi, không sửa nữa. Không có sửa nữa. Coi như Long An là cái Mobilet, Passat, Goban với Beat này là coi như là mai một rồi nha quý vị. Còn riêng về những cái dòng Lam với Beat 3 là coi như cũng không còn luôn quý vị. Coi như là những người chơi đồ cổ như Tiết Cương với anh Thiện rất là khó khăn trong cuộc sống. Chưa gắn dây vô anh. Chưa gắn gì? Sử dụng thế. Ủa anh chùi hay anh thay buri? Chùi chùi thôi phải không? Thử coi. Tiếng bồ ghê không quý vị? Rồi sụi luôn. Rồi như vậy là chưa mở xăng. Nãy giờ không mở xăng quý vị ơi. Xăng. Quên. Xăng không xuống. Từ từ đợi xăng nó xuống, nãy giờ xăng xuống rồi. Nó đốt hết bình xăng con rồi. Thiện tập thể dục buổi sáng. Anh Thiện tập thể dục buổi sáng. Đợi xíu nó xuống ha anh. Ủa anh cho em hỏi còn hai cái đèn này, hai đèn gì hả? Cái kia Beat 3 đèn. Beat 3 đèn, cái 3 đèn nè. Ủa zin đó nè hả? Ờ Beat đó, bữa giờ ta kêu Beat 3 đèn đó. Trời ơi, nhìn cái đầu nó quạo quá ha. Mời thợ lên nữa gì không? Thợ lên cho nó dạ. Chứ bình thường nếu mà đúng đó, đặt nhấn xuống đó là nổ không mà. Không cần phải quay vậy ha. Rồi thôi. Rồi. Tạm thời vậy đi. Rồi. Rồi. Như vậy là buổi chiều hôm nay thì Tiết Cương và anh Thiện giao lưu thì quý vị đã thấy á, là cùng Tiết Cương thấy một chiếc xe Beat rất là đẹp. Coi như là hàng hiếm tại thành phố Tân An. Và coi như anh Thiện rất là hay, ảnh sưu tầm được một chiếc xe rất độc đáo. Và ngay cả chiếc xe này ở xịp phố thì Tiết Cương cũng chưa có gặp. Tất nhiên là có nhưng mà Tiết Cương chưa có duyên gặp thôi quý vị. Còn quý vị khán giả nào ở những vùng miền khác, khi xem clip mà thấy có những chiếc Beat độc đáo như vậy thì nhớ giới thiệu cho Tiết Cương biết nha. Rồi rất là cảm ơn anh Thiện đã coi như dành cả buổi chiều là để hì hục là đạp xe và giới thiệu cho Tiết Cương đó, niềm vui đó quý vị ơi. Đi xe cổ cái niềm vui là vậy á. Đó là phải chỉnh sửa, chứ còn mình giờ mình mua một chiếc xe thùng đập về tròn quá rồi chạy đâu có gì để nói. Những người như Tiết Cương đó, ngay bản thân xe của Tiết Cương đó, buổi sáng có khi đạp ta nó rớt cái giò luôn đó, nhưng mà không sao, vậy mà vui đó. Phải có xe là phải có đồ cổ là vậy á, ai đã từng chơi qua thì sẽ biết. Thậm chí những dòng mà coi như kinh điển như Dam 67 mà chạy dít lửa đôi khi nó vẫn giật quý vị. Em cảm ơn anh Thiện nhiều nha. Buổi chiều hôm nay đã khá mệt để cùng với Tiết Cương review hai chiếc xe này. Cảm ơn anh Thiện. Mai mốt hy vọng quay trở lại anh sẽ có những xe độc đáo giới thiệu cho em với quý vị khán giả nữa nha. Rồi xin chào anh. Chào.